Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm sao mua cà phê ice coffee ở 7-Eleven ở Nhật nha. Tại vì ở đây bạn phải đi mua ở trong tủ lạnh á ha, ra tính tiền xong rồi đi ra đây, ra cái chỗ làm cà phê nè. Các bạn tháo cái nắp nhựa ra, xong phải lựa đúng cái máy. Xong rồi á, bạn phải chọn đúng cái chỗ để vô nè ha. Bên này á, nó là ice latte ha, thì mình mua đúng là ice latte loại lớn large nè, thì là nhấn like. Nó tự động nó ra nè, nó mới đổ sữa chút, xong rồi lát nữa nó mới đổ cà phê. Bên này có nhiều máy khác nhau, cái này là ice latte, cái này là coffee thường. Máy bên này á là một loại máy cà phê khác nha, nó dùng cái loại cấp khác ha. Rồi sau khi bạn xong á thì bạn có thể bỏ gum syrup nè, hoặc là zero calorie syrup, với lại bỏ thêm creamer các thứ. Rồi đó, họ có ống hút, rồi stirring stick, rồi có cấp lạnh, rồi cấp nóng cho bạn. Đó, rồi vậy là xong thôi. Đang đổ cà phê rồi. Nếu mà bạn thích cái video này thì hãy subscribe, like, share và cho mình biết bạn muốn coi video nào trong kỳ sau nha. Take care, bye bye.